Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu GV sẽ cùng đến với các bạn trong một cái chủ đề mang tên gọi là giá trị của người phụ nữ. Các bạn thân mến, có một số người làm thân chủ của tôi khi tìm đến để hàn gắn hôn nhân thì họ chia sẻ rằng và họ có phản hồi cái điều mà họ nghĩ đến với tôi là đối với họ, người phụ nữ trong hôn nhân là phải có giá một chút xíu, tức là phải làm ra cái thế đứng của mình trong hôn nhân. Và phải làm sao đó để cho chồng mình đừng có nghĩ là mình lụy anh ta, phải làm sao đó để cho chồng mình nghe lời mình. Cái chuyện mà bạn có thể thay đổi người đàn ông, bạn có những cái sự ảnh hưởng đến với chồng là cái điều nên làm. Nhưng mà làm như thế nào lại là cái cách của mỗi người khác biệt. Vì mỗi người đàn ông trong câu chuyện hôn nhân là một cái kiểu người khác nhau. Ngay cả chính bạn là một người phụ nữ, nhưng mà không phải người phụ nữ nào cũng giống như người phụ nữ nào. Vì thế mà bạn có suy nghĩ rằng người phụ nữ, có một vài người á, khi mà nghe thấy tôi tư vấn thì người ta cảm thấy là người ta rất là bực mình, vì có vẻ như cái cách của tôi tư vấn là giúp cho họ phải nhún người xuống, phải nhận những cái sai về mình. Thì tôi có một cái câu này muốn nói với các bạn này, tôi có nghe được từ một cao tăng nói trong một video này: chỉ có người đạo đức mới thấy mình có lỗi. Không có nghĩa là các bạn không nhận lỗi là các bạn không đạo đức, nhưng cái vấn đề chính yếu là khi các bạn nhận ra cái sai của bản thân thì bạn mới có cơ hội được kết nối với cái người đang mang nhiều cái sự uất ức bản thân của họ đối với bạn. Ở đất nước Nhật cũng vậy các bạn. Khi bạn ra đường, bạn muốn đi, bạn muốn lấn người khác sẵn sàng để cho bạn đi, chứ họ không tranh với bạn. Chính vì vậy nên không tạo ra sự ẩu đả. Tôi là người đã đi rất là nhiều nơi tại Nhật Bản, đi từ tỉnh này qua tỉnh khác. Và mỗi thứ bảy chủ nhật, vì tôi đang có nhu cầu mua nhà tại Nhật, thì trên một cái đoạn đường dài thật là dài, kẹt xe 3 km, nhưng mà không có một tiếng còi, không có một người cảnh sát, và cũng không ai lấn làn, không ai la lối. Vậy mà từ từ mọi người nhích ra khỏi được cái vùng kẹt xe đó. Vì sao? Vì không có ai muốn đấu tranh, vì không có ai muốn vượt, vì không có ai muốn đi nhanh hơn. Vì họ biết rằng đi nhanh hơn mà trong cái tình huống đó chỉ làm loạn thêm và làm cho cái tình trạng kẹt xe nó lâu hơn mà thôi. Vì vậy, những cái cách nóng giận không phải là cái cách giải quyết vấn đề. Khi các bạn nghĩ đến cái hướng giải quyết vấn đề thì bạn sẽ chọn cái cách như vậy. Có một số người là thân chủ ở nước Mỹ và những nước châu Âu á, thì người ta chọn cái cách là sống mà đầy bản ngã của mình. Tôi không nghĩ là sai, bởi vì cái way của nước ngoài và những cái nước mà hiện đại á, thì họ chọn cái cách đó. Tôi chỉ tư vấn hợp lý cho người nào muốn giữ gia đình. Và cho dù họ không giữ được gia đình thì họ cũng thỏa mãn được cái tâm lý là đã cố gắng đến tận phút cuối cùng. Bởi vì tôi đã từng biết một cái câu chuyện có thật, vì người đó chính là người thân của tôi. Khi mà họ gặp vấn đề về hôn nhân, họ đã đi tư vấn, nhưng mà cái người tư vấn lại không kết nối được cho hai người đó đến với nhau. Mặc dù hai người đó rất là yêu nhau. Tư vấn không phải là tư vấn một chiều như tôi đâu, mà là tư vấn hai người, gặp người đàn ông, gặp người đàn bà, rồi gặp hai người đàn ông và đàn bà, tức là gặp 3 lần để mà tư vấn cái câu chuyện đó, nhưng mà vẫn không thành công. Vì sao? Vì cả hai người bản ngã đều rất lớn, và cái người tư vấn á, người ta được cả hai người đó rất là tin tưởng. Vì sao? Vì người tư vấn có học thức rất là cao. Cả hai người này học đại học thì tin vào cái nhận định của người học cao như vậy là không sai. Nhưng mà cái cách của người mà trí thức thì người ta coi trọng cái sự tự nguyện. Còn cái cách của tôi là cái cách mà làm cho các bạn đôi khi nó phá cách một chút xíu, nhưng mà đạt được kết quả thì đó vẫn gọi là một phương pháp. Các bạn hiểu không? Có những cái cách mà chúng ta làm ngược, chúng ta vẫn đạt được mục đích như thường. Giống hệt như đánh trận đó các bạn. Đánh trận là phải dùng mưu. Khi mà mình muốn đạt được mục đích, mình phải có những cái cách và những cái tình huống để mà bạn xoay chuyển được cái cục diện của bản thân. Cái cuộc hôn nhân của các bạn nó đang có vấn đề, nó cũng không khác gì cái việc mà các bạn đang thua một thế cờ.
bạn nhích từng quân cờ, nó sẽ thay đổi được cục diện của bàn cờ. Chứ không phải là bạn hất tung cái bàn cờ lên để giành làm cái vị thế của người chiến thắng. Hoặc là bạn chiến thắng trong cái việc mà bạn phá vỡ tất cả mọi thứ và bạn cho rằng bạn đã là người có giá trị. Khi mà các bạn chưa kết hôn á, thì bạn làm giá, làm cao. Ví dụ anh chàng đó chở bạn đi chơi á, thì bạn nói mình thật sự là muốn anh chàng đó đi chơi với mình đó, nhưng mà mình cũng đi chơi một hai lần thôi, chứ không phải là lần nào người ta rủ mình cũng đi, hoặc là mình chủ động rủ người ta đi. Có những người phụ nữ người ta biết tán trai, nhưng mà trai không hề biết rằng người phụ nữ đó đang tán tỉnh mình. Hay không? Cái đó gọi là tuyệt chiêu đỉnh cao của cái nghệ thuật tán trai, gọi là nghệ thuật cua trai, không phải đơn giản đâu, và không phải là người nào cũng làm đâu. Bởi vậy có những người phụ nữ bước vào hôn nhân người ta rất là sướng, mà có những người phụ nữ bước vào hôn nhân khổ như cái gì vậy luôn. Cái vấn đề chính yếu là họ nhìn nhận cái cuộc hôn nhân nó như thế nào. Cái hay ở chỗ này nè, có những người bước vào làm người yêu được cưng chiều lắm, nhưng mà có những người bước vào tình yêu khổ từ đầu cho đến cuối, bước vào hôn nhân cũng khổ tiếp luôn, nhưng mà vẫn cứ lao vào để mà sống khổ như thế. Có phải là nhận thức của họ luôn muốn chiều người đàn ông, không có thể đứng làm cái cương vị là hoàng hậu được? Bạn biết hoàng hậu đó, người ta không la hét, người ta không chỉ trích, người ta không ra quyền, nhưng mà quyền lực thực sự ở hoàng hậu rất là cao. Vì sao? Vì tác động ảnh hưởng được đến hoàng thượng. Nếu bạn là một người phụ nữ có đủ trí như vậy thì bạn sẽ làm được những cái chuyện lớn. Ví dụ như là tôi nói ha, tôi định nghĩa là người phụ nữ giỏi này. Người phụ nữ giỏi là người phụ nữ phải tìm được người đàn ông giỏi để kết hôn. Người phụ nữ giỏi là người phụ nữ sử dụng được đồng tiền của đàn ông giỏi cho mình. Người phụ nữ giỏi là cái người mà làm cho người đàn ông giỏi không bỏ được mình. Người phụ nữ giỏi là cái người mà làm cho người đàn ông giỏi yêu thương, muốn gắn bó với mình. Đó là người đàn bà giỏi trong mắt của tôi. Còn người phụ nữ kiếm được nhiều tiền mà không biết quản lý đồng tiền của mình thì lại không phải là người phụ nữ giỏi. Người phụ nữ giỏi là người phụ nữ chủ động trong mọi chuyện, nhưng mà lại thụ động trong một số chuyện để mà bản thân họ được tốt đẹp hơn. Tức là họ biết cương nhu, cao thấp, lên xuống, thắng thua tùy lúc, chứ không phải lúc nào họ cũng ở cái giá thật là cao để rồi mà mất giá, để mà rồi mà phải tự phá giá. Vì bạn tự đẩy bạn lên một cái mức cao mà người ta không mua thì có nghĩa là bạn bị mất giá, đúng không nào? Chính trong cái tình huống này mà tôi thấy rằng á, là bản thân bạn cũng phải nhận định một cái vấn đề như sau. Trong một số các tình huống khi mà bạn đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân mà làm được những cái hành động nâng giá trị của bản thân lên, làm cho người đàn ông yêu thương bạn một cách thật sự. Ví dụ nhé, tôi ví dụ có một số trường hợp khi lấy người nước ngoài thì cái người đàn bà sẽ đi sang nước của người ta để coi mắt, để xem cuộc sống bên đó có phù hợp với mình hay không rồi mới kết hôn. Nhưng có những người phụ nữ người ta lược bỏ cái bước đó đi. Người ta không cần phải xem nhà chồng như thế nào, được kết hôn với người đàn ông ở đất nước nó là vui lắm rồi. Người ta chỉ nhìn qua hình ảnh thế thôi, người ta không có trực tiếp đi xem, và người đàn ông kia cũng không trực tiếp về đón họ sang đất nước của mình để xem. Thì bạn thấy rõ ràng hai cái vị thế của phụ nữ khác biệt, đúng không? Tôi có một người phụ nữ làm bạn lấy chồng người Pháp. Thì cô ấy mới xây dựng một cái mối quan hệ như vậy, quen trên mạng nha các bạn nha. Cô ấy hiện nay đang làm giám đốc ở Viên Việt Nam về một cái công ty bất động sản. Thì cô mới quen và yêu một cái người ở bên Pháp. Thì người đàn ông này đã qua đây và tìm hiểu gia đình cô, biết rất là nhiều và biết rất rõ rồi. Anh này muốn tiến đến hôn nhân với cái cô này thì cô này vẫn chưa sẵn sàng. Cô này cô muốn là đi xem nơi anh ta sống, nơi mà cô ta sẽ đến với anh ta sau khi kết hôn nó sẽ như thế nào, thì cô ta mới kết hôn. Chứ không phải là thấy người đàn ông đề nghị kết hôn một cái là ừ luôn, rồi đám cưới vội vội vàng vàng, rồi đi về nước người ta trong một cái trạng thái hấp ta hấp tấp. Thì cô này cô không làm như thế, mà cô này cô muốn cái anh chàng này bay về Việt Nam rồi đón cô sang Pháp để cô hiểu được cái vấn đề ở nước Pháp rồi đưa cô về Việt Nam. Chính cái hành động như thế mà làm cho người đàn ông kia cũng phát khởi được cái tình yêu thương của mình và trân trọng cái đối tượng là người phụ nữ đó. Bạn hiểu không?
Còn với cái dạng mà lấy chồng như chụp giật đó, thì người ta sẽ như thế này. Khi mà được một người đàn ông nước ngoài kết hôn là họ vội vàng lấy người đàn ông đó ngay và tổ chức đám cưới tại Việt Nam rồi đi qua bên xứ đó. Cũng không biết là xứ đó như thế nào, rồi mình có quen hay không, công việc ra sao cũng không biết. Và sau đó sống một thời gian không hợp, hoặc là bản thân người đàn ông kia có một số căn bệnh về tình dục, thì người phụ nữ đó không còn có thể trở thành mẹ hoặc không được làm vợ nữa. Hoặc là bản thân người đàn ông đó có những vấn đề về tính cách, thì người phụ nữ kia vì yêu cuồng sống vội mà cũng không nhận ra được. Cái giá trị của người phụ nữ ở cái mức nào thì nó được thể hiện trong hành động và trong cuộc sống của họ, chứ không phải là bạn cứ đỏng đảnh bắt người đàn ông phải chiều theo bạn và nghĩ rằng tôi làm được những cái việc như vậy là tôi đầy được người đàn ông, là người đàn ông nghe lời tôi. Nhưng mà cái nghe lời đó nó không xuất phát từ cái tình yêu thật, mà nó chỉ là chiều chuộng để được lòng người đẹp. Rồi sau một thời gian, cái sự chiều chuộng nó mất đi. Và tôi nói thật với các bạn là những cái tình huống khi mà người đàn ông đã chán vợ, có một người thứ ba, khi mà gặp tôi hàn gắn những cái tình huống đó là do người đàn ông đó cũng có sa ngã, cũng có yêu thương người thứ ba một cách thật sự, cũng là đi đến nhà người thứ ba ở rồi, nhưng mà vì cái cách thay đổi của người vợ, cách chỉnh sửa và nói những cái câu nói cảm hóa người đàn ông đó mà chồng của người ta đã quay về. Và đương nhiên là người phụ nữ đó song hành với tôi một thời gian rất là dài, chứ tôi không thể làm điều đó ngay trong một tiếng đồng hồ được. Có những người phụ nữ làm được điều đó trong vòng một tiếng, là họ nghe theo, họ làm theo và họ thành công, sau này họ báo lại. Có những người người ta chỉ cần một cái giai đoạn ngắn là họ cần những cái lời khuyên của tôi như thế nào, họ làm theo. Còn có những người á, thì họ cần tôi phải song hành kỹ hơn, bởi vì trường hợp của chồng họ là cái trường hợp khó, và cái việc của họ cực kỳ là yếu tâm lý, vấn đề của họ là yếu tâm lý. Nhưng mà chưa từng có một cái cuộc hôn nhân nào mà được tôi tư vấn và chỉnh sửa thành công khi mà người vợ đó luôn ở cái thế cao. Tức là có một số người phụ nữ ở bên Mỹ, bên Canada, bên Singapore và bên những cái nước lạnh ấy, thì người ta tìm đến với tôi và người ta vẫn cứ thắc mắc và người ta vẫn không phục về cái cách, tức là họ họ làm như vậy thôi, nhưng mà họ thật sự họ nghĩ là họ không muốn làm điều đó. Khi mà bạn nghĩ rằng bạn không muốn làm điều đó thì bạn đừng có làm nữa, vì bạn sẽ hợp với cái way của người tư vấn ở bên phía Tây, cái phía bên đất nước của bạn đó. Nó sẽ phù hợp hơn. Nhưng mà cái sự mâu thuẫn của bạn là như thế này: bạn đi tư vấn ở bên nước đó rồi bạn mới gặp tôi, chứ đâu phải là tôi là người đầu tiên với bạn. Nhưng mà tôi vẫn nói với bạn biết rằng khi mà bạn muốn chỉnh sửa một mối quan hệ thì bạn phải nhìn ra được cái lỗi sai ở đâu, chứ không phải là bạn cứ ngồi trách cứ mãi là cái vấn đề người ta như thế. Khi bạn bước vào nhà thương điên thì bản chất cái người kia nó đã điên rồi. Bạn phải là người bác sĩ để chỉnh sửa rồi chữa bệnh cho cái người điên đó, chứ không phải là đứng đó mà chửi cái người điên kia: tại sao mày điên như thế, tại sao lại điên như vậy nhỉ, làm sao mà phải điên như thế. Như vậy là không đúng. Cái việc của bạn ở đây á, là làm sao để giúp cho người điên không điên, và bạn không bị người điên làm cho bạn bị điên. Đó, cái việc của bạn bước vào hôn nhân là để tháo gỡ, chứ không phải đến bước vào hôn nhân để mà trách rằng tôi là người đúng, anh là người sai, và anh phải là cái người năn nỉ tôi mới cho quay về. Có một số người nghĩ rằng mình sẽ hù hù chồng bằng cách là tôi sẽ bỏ anh nếu mà anh không chịu làm theo những cái mong muốn của tôi, anh sẽ phải như thế này thế nọ thế kia, anh phải nghe theo lời tôi, còn nếu không là tôi sẽ ly hôn, và nhìn vào bộ mặt của chồng để cho chồng phải xuống nước. Có những người đàn ông xuống nước vì sao? Vì người đàn ông đó thực sự thức tỉnh vào cái thời điểm mà người phụ nữ bắt anh ta phải chọn lựa, còn nếu không thì người vợ nó sẽ chọn lựa. Cái đó cũng là cái sự gặp may của người vợ, tôi nói thẳng là như vậy đó. Còn những cái ông chồng mà khi đã mê gái mà bạn lại đưa ra cái tình huống họ ly hôn thì họ ừ luôn, thì lúc đó bạn nghĩ rằng bạn làm như vậy là cao giá. Cái việc mà bạn hù chồng, buộc anh ta phải ly hôn, buộc anh ta phải chọn lựa, đẩy anh ta vào cái việc là bức ép anh ta. Tôi vẫn thẳng thắn nói với các bạn rằng rất là hiếm có người đàn ông nào tự đơn phương ly hôn với vợ, tự đem giấy tờ ra ngoài tòa án để mà ly hôn, trừ khi mà anh ta bị mê muội quá nặng, hoặc là bản thân người phụ nữ kia quá chán, hoặc là người phụ nữ kia quá đáng.
thì anh ta mới làm như vậy. Còn đa phần người đàn ông đi ngoại tình thì người đàn ông vẫn không muốn bỏ gia đình của mình, trừ khi mà người thứ ba kia hối thúc, người thứ ba kia ép, người thứ ba kia muốn danh phận. Nhưng mà có những người đàn ông, cho dù họ có con riêng với nhân tình rồi, nhưng mà họ vẫn không chọn cái cách ly hôn với vợ của mình. Bởi vì họ biết rằng lỗi sai là từ họ. Tuy nhiên bà vợ có những lỗi sai, nhưng cái lỗi sai đó chưa đủ đẩy anh ta đến cái việc phải bỏ vợ. Chính vì vậy mà anh ta sẽ cảm giác như mình là người có lỗi nếu bỏ vợ. Còn cái chuyện mà bạn muốn giữ cao giá để mà bạn bị mất giá, phá giá, thì có những người không nắm bắt được tâm lý của chồng, nghe thấy người ta tư vấn nói rằng giả bộ hù chồng để mà ly hôn, để cho người đàn ông đó sợ xuống nước. Thì có những người đàn ông xuống nước mà có những người đàn ông thì không. Bởi vì bạn không nắm bắt được tâm lý của chồng, chồng của bạn còn yêu bạn hay không, còn cần gia đình hay không, và người đàn ông đó có phải là người đàn ông có nhận thức tốt hay không, và bạn có tận dụng được những cái sự yêu thương của gia đình các bên hay không, đó là một cái chuyện khác. Mỗi người đàn ông và mỗi người đàn bà là một câu chuyện khác biệt. Chính vì vậy mà bạn cần có cái cách cư xử khác nhau tùy tình huống và tùy từng cái hoàn cảnh sống của bản thân mỗi người nữa. Chứ không thể nào mà chúng ta thấy cái tình huống này nó được với người này nhưng nó lại không được với người khác. Chính vì vậy mà khi các bạn gặp vấn đề về hôn nhân, về những cái vấn đề chỉnh sửa mà bạn không biết cách, và bạn không tự tin về cách hành xử của mình, sẽ đem đến cho bạn những kết quả cao và đạt được việc các bạn mong muốn là chồng sẽ quay về, thì các bạn nên tìm đến cái người tư vấn nào đó mà bạn cảm thấy tin tưởng. Và đặc biệt là có những cái thân chủ mà đã không muốn mình phải hạ mình xuống, không muốn là mình là cái người nhận lỗi, bạn luôn muốn ở cái thế tự cao, thì có một cái lời tôi muốn nói với bạn rằng sẽ không có người đàn ông nào muốn như thế. Đa phần người phụ nữ phải nhún nhường hơn trong hôn nhân, và người phụ nữ phải là cái người bao dung hơn. Bạn nói rằng bạn lụy chồng và bao dung với những sai lầm của chồng để người đàn ông đó không sai nữa là hai cái việc khác nhau. Bạn hiểu không? Khi mà bạn nghĩ rằng tôi không lụy chồng, nhưng mà bạn vẫn yêu chồng, bạn vẫn muốn chồng quay về, vậy mà bạn vẫn không có cách nào để thay đổi bản thân. Khi mà con người của bạn đầy lửa, chồng của bạn quay về thì chồng bạn cũng bị chính cái lửa hận của bạn, những cái lửa tức tối của bạn thiêu đốt cháy rụi. Có những người đàn ông không muốn quay về với vợ vì nhận ra tâm của vợ đầy oán trách, đầy thù hận, đầy oan nghiệt. Chính vì vậy mà người đàn ông đó không muốn quay về, bởi vì có về đi nữa cũng không giải quyết được tình huống nào hết. Có những thân chủ phó mặc cho tôi là nhờ tôi viết một cái lá thư, hoặc là nhờ tôi viết một cái tin nhắn dài thể hiện cái tình yêu thương của mình với chồng. Tôi đặt ra một cái câu hỏi là bản thân người đó không có trách nhiệm trong cái cuộc tình của mình mà lại nhờ cái lời nói của người tư vấn. Thì cái lời nói đó là lời nói của tôi chứ đâu phải là lời nói của thân chủ. Khi mà thân chủ chưa được chỉnh sửa cái tâm của họ, cái sự ngã mạn của họ còn đầy trong người họ, thì làm sao tôi giúp được ạ? Chính vì vậy mà tôi mong rằng các bạn phải hiểu đúng về những cái vấn đề này bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành lắng nghe, và nên hiểu đúng về cái giá trị và cái sự nâng cao giá trị bản thân của người phụ nữ chúng ta trong hôn nhân. Khi mà bạn hiểu đúng thì bạn sẽ tránh được những cái sai lầm trong cái việc mà bạn thể hiện cái lòng bao dung, hoặc là thể hiện cái sự bản ngã của mình bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.